Rồi, xin chào mừng tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay kênh YouTube của KTV xin trở lại và sẽ tiếp tục chia sẻ cho các anh chị và các bạn những kiến thức về cơ khí chế tạo và về lĩnh vực bảo trì trong nhà máy sản xuất nha các bạn. Thì trong khoảng thời gian là 2 tuần rồi thì mình khá là bận và chưa có chia sẻ tiếp. Thì hôm nay mình chia sẻ để cho các anh chị hình dung và có thêm những nội dung về bảo trì bảo dưỡng trong cái nhà máy sản xuất. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về cái hướng dẫn bảo trì máy thổi chai. Thì hướng dẫn bảo trì máy thổi chai ở đây là cái máy blowing đó nha các anh chị. Đó thì cái này nó gọi là procedure ha, nó gọi là cái quy trình hay còn gọi là cái WKI nha các bạn, work instruction ha. Đó thì trong các cái nhà máy sản xuất chai, sản xuất nước giải khát, thì chúng ta sẽ có máy thổi chai là máy blowing ha. Đó thì ở đây là cái tài liệu mà hướng dẫn bảo trì cái máy blowing này. Đó thì nó gồm những cái nội dung nào thì mình sẽ đi sơ bộ các cái nội dung được các bạn nắm ha. Đó thì đây là cái máy cái mục này thì mình sẽ nói về hướng dẫn bảo trì của cái máy thổi là SBO10, máy thổi của Sidel. Máy thổi của Sidel, của hãng Sidel nha các bạn ha. Đó thì dụng cụ đầu tiên là hướng dẫn canh chỉnh đồng bộ. Thì mình sẽ có những cái mình còn phải làm những cái công việc sau đây. Thứ nhất là về công việc còn phải chuẩn bị là chuẩn bị về dụng cụ đồ nghề. Đó, ví dụ bên đây mình có những cái đồ nghề nào. Rồi, canh chỉnh đồng bộ. Tại sao phải canh chỉnh đồng bộ? Tại vì khi mà cái máy thổi nó hoạt động thì nó sẽ phải đồng bộ với steering wheel đó, với để cho cái chai với cái phôi nó vào thì nó sẽ không có bị móp, bị lủng nha các bạn ha. Đó thì chính vì vậy nên bắt buộc phải cân chỉnh đồng bộ để cho cái chai nó vừa vào, hay là cái phôi đó, cái reform đó, nó vừa vào là nó sẽ vào đúng cái khớp của cái star wheel đó, đúng cái lõm của star wheel thì nó sẽ không bị lủng chai nha các bạn ha. Đó đó thì hướng dẫn canh chỉnh đồng bộ, ở đây là canh chỉnh đồng bộ giữa khuôn và tay gấp phôi ha. Ví dụ tay gấp và khuôn nó phải đồng bộ. Rồi hướng dẫn canh chỉnh đồng bộ tay gấp chai và khuôn. Đó, tay gấp chai và khuôn. Rồi đó thì ở đây sẽ có những cái hình mô tả bên đây. Sẽ có những cái hình mô tả bên đây là đánh số này. Số 1, số 2, số 3, 4, số 5, số 6, số 7, số 8 nha các bạn ha. Đó, rồi hướng dẫn canh chỉnh đồng bộ giữa tay gấp chai và khuôn. Đó. Rồi hướng dẫn canh chỉnh đồng bộ giữa tay gấp phôi và dàn oven đó. Tay gấp phôi và dàn oven thì tay gấp phôi nó sẽ gấp phôi để mình nó đưa vào cái dàn oven để mình nó dây nhiệt nha các bạn ha. Thì khi đó là chúng ta bắt buộc là cái tay gấp với là cái dàn oven nó phải đồng bộ để mình nó đưa vào. Thì con chỉnh như thế nào, con chỉnh như thế nào ở đây là ví dụ như cái tài liệu này hướng dẫn rất là chi tiết nha các bạn ha. Tháo thanh dẫn hướng tại wheel oven. Tháo thanh dẫn hướng tại wheel oven, rồi lắp tuôn số 2. Đó. Lắp tuôn số 2. Rồi, hướng dẫn canh chỉnh đồng bộ giữa tay gấp phôi và dàn oven. Đó thì tay gấp phôi thì nó sẽ gấp phôi nó đưa qua dàn oven nha các bạn nha. Cho nên là nó phải đồng bộ. Đó thì đó thì ở đây cái tài liệu này hướng dẫn rất là chi tiết về cái cách như thế nào. Ví dụ như tháo thanh dẫn hướng tại steering wheel oven, rồi lắp tuôn số 2,
di chuyển tay gấp, chuyển đổi số 4 đó, cố định tuần 1 đó. Thì ở đây mình sẽ nói sơ bộ thôi nha các bạn, theo dây bèo số 9 đó, thì mình sẽ nói sơ bộ thôi ha. Còn các bạn sẽ lấy cái tài liệu này về để chúng ta xem nó chi tiết cụ thể là người ta sẽ thực hiện những cái thao tác như thế nào để cho nó đảm bảo là chúng ta cần chỉnh nó đúng, đồng bộ với tay gấp phôi và dàn oven, rồi rồi hướng dẫn bảo, rồi các bước thực hiện chỉnh đồng bộ giữa infit và bindle ha. Đó, và bindle ha, đồng bộ với infit và bindle. Thì đó, thì ở đây thì cũng hướng dẫn rất là chi tiết nha các bạn đó. Rồi 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 hướng dẫn tháo xi lanh kéo giãn, hướng dẫn bảo trì thay siêu O-ring xi lanh tay kéo giãn, bảo trì thay siêu O-ring xi lanh tay kéo giãn. Thì siêu O-ring là nó rất là dễ bị hư và bị đứt, bị rách đó. Đó là các vấn đề của siêu của O-ring mà là chúng ta cần phải bảo trì thay thế nha các bạn. Và siêu O-ring thì khi mà nó đứt hay nó rách rồi thì hầu như chúng ta không thể sửa được nha các bạn, chúng ta phải thay mới thôi ha. Cho nên là đã dụng cụ đồ ngờ và chuẩn bị rồi. Rồi sau khi mà chuẩn bị xong đồ ngờ thì chúng ta tháo xi lanh kéo giãn. Đó, tháo xi lanh kéo giãn thì có những bước như thế này ha. Bước tháo bốn lục giác, tháo support, rồi đầu xi lanh tháo bốn lục giác, đuôi tháo đuôi xi lanh, tháo bít tông ha. Đó. Rồi thì sau khi tháo xong thì chúng ta tháo siêu O-ring, tháo O-ring số 7, 8, 9, siêu 9 của đầu số 3, tháo siêu số 10 về dẫn hướng số 11, bít tông số 6, tháo siêu số 12, O-ring 13 ha. Đó. Đó rồi, cách lắp O-ring, siêu O-ring ngược lại với cách tháo ha. Đó. Rồi, tháo xong rồi thay thay nha các bạn ha. Đây, những cái siêu O-ring mà cái tài liệu này họ hướng dẫn rất là cụ thể và chi tiết chúng ta lấy ra như thế nào và chúng ta lắp lại như thế nào ha. Đó, những cái siêu này ha, siêu này O-ring siêu ha, gasket ha. Đó, và sau khi tháo xong thì lắp lại với cái xi lanh với cái siêu O-ring mới nha các bạn ha. Rồi, hướng dẫn kiểm tra khe hở giữa con len ti và cam ti kéo giãn ha. Đó, hướng dẫn kiểm tra khe hở giữa con len ti và cam ti kéo giãn. Đó thì đó, đó thì cái hướng dẫn ở đây rất là cụ thể nha các bạn. Quay máy tới điểm cao nhất của cam, dùng thước lát kiểm tra ha. Đó, nếu khe hở mà lớn hơn 0.2 hoặc bé hơn 0.1 thì phải điều chỉnh. Đó, đó rất là cụ thể nha các bạn ha. Đó, rồi thì hướng dẫn kiểm tra khe hở giữa con len đóng mở khuôn. Đó, con len đóng mở khuôn và kiểm tra điều chỉnh khe hở hai má khuôn. Đó, rồi hướng dẫn điều chỉnh độ căng dây beo. Đó, rồi thì nói chung các cái nội dung nó có chi tiết và cụ thể trong cái tài liệu này nha các bạn. Thì trong khuôn khổ một cái video thì mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn là biết nội dung cái công việc thôi, còn chi tiết cụ thể và các bước thực hiện thì chúng ta cứ lấy cái tài liệu này về chúng ta xem. Nó sẽ rất là chi tiết và cụ thể. Đây là những cái máy thổi SBO10 của hãng Sidel. Đây, cái máy này của máy máy SBO10 của hãng Sidel nha các bạn. Cho nên là hướng dẫn bảo trì máy thổi SBO10 này. Đó, mình làm về một cái máy cụ thể để chúng ta nắm cụ thể về các cái bước thực hiện cái quy trình bảo trì của cái máy thổi này như thế nào ha. Thì một tháng mình sẽ có là 2 ngày dừng máy để bảo trì lại, thì cái máy thổi này cũng như vậy nha các bạn. Thì một tháng chúng ta sẽ thực hiện cái công việc bảo trì lại trong 2 ngày và đảm bảo là chạy hoạt động ổn định trong cái tháng kế tiếp. Sau đó tới cái ngày bảo trì thì chúng ta sẽ dừng máy và kiểm tra đúng theo các cái nội dung này nha các bạn. Đó, thì các bạn cứ lấy cái tài liệu này về thì chúng ta đã
rất là chi tiết và rất là cụ thể về các cái nội dung cân chỉnh máy, cân chỉnh timing, cân chỉnh đồng bộ, cân chỉnh dây bell ha, của cái máy thổi đó. Ta wheel spindle rồi xi lanh kéo giãn vân vân đó, rất là nhiều các cái chi tiết các cụm máy trong này rất là giới thiệu rất là cụ thể đó. Rồi các bạn cứ nhắn tin vào số hotline Zalo của Vũ Ca TV ha, để mình xem cái giới thiệu của mình đã mất tiêu rồi. Nó mới cái giới thiệu của Vũ Ca TV bây giờ nó update lên cái version mới rồi thì mình không biết đường là đường tăng luyện không biết là nằm đâu nha các bạn ha. Thôi thì các bạn có nhắn tin vào số hotline Zalo 077 077 492 6495, số này mình sẽ để trên màn hình nha các bạn cứ nhắn tin vào đó thì mình sẽ gửi tài liệu này cho các bạn ha, cụ thể chi tiết về cái hướng dẫn bảo trì máy thổi chai SBU10. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký miễn phí ở đây để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo ngay. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào.